Hello cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh YouTube của Nguyệt. Như chúng ta đã biết, hiện nay thì nhu cầu sử dụng sa phong nhĩ hoa nghệ tây ở trên thị trường rất là cao. Và trên thị trường thì có rất là nhiều loại sa phong có nhiều mức giá khác nhau. Vậy làm thế nào để chúng ta phân biệt được loại sa phong chất lượng và mua được loại sa phong chính ngạch uy tín thì mọi người hãy cùng theo kênh của Nguyệt nhé. Tiêu chí số 1, bên hông hộp có chữ Super Negin là sa phong loại 1 cao cấp được công ty Tây Á đặt hàng riêng. Ngoài ra, hãng Paramount cũng in mã QR code để người tiêu dùng Việt Nam truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chí số 2, mặt sau hộp sa phong được in nhãn phụ bằng tiếng Việt trực tiếp lên vỏ hộp sa phong Tây Á chính hãng, thay vì tự in giấy và dán lên hay thậm chí là không có tem phụ như các hộp sa phong không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiêu chí số 3, sợi sa phong Tây Á màu đỏ tươi, sợi to dài, hàm lượng dược chất rất cao, được sấy lạnh để bảo quản tốt và giúp mỗi ram sa phong sẽ có nhiều sợi hơn, khi ngửi có mùi thơm cỏ ngọt nhẹ. Còn sa phong nhái không rõ nguồn gốc, sợi sẽ nhỏ vụn, màu phai, sợi ẩm và có mùi thuốc lào hắc, hàm lượng dược chất thấp, thậm chí là không có. Tiêu chí số 4, nước trà sa phong khi pha vào nước sẽ cho ra màu vàng ống, pha nước thứ 2, nước thứ 3 vẫn còn màu vàng, còn sa phong nhái sẽ cho ra màu rất là nhạt, sa phong tẩm thuốc nhuộm cho ra màu đỏ có hóa chất độc hại. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này của Nguyệt. Mình hy vọng là sau những chia sẻ của Nguyệt thì sẽ giúp cho chúng ta tìm mua được loại sa phong chất lượng uy tín để chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng sức khỏe của mình và bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất nhé. Nếu mọi người còn thắc mắc về sa phong thì hãy liên hệ với Nguyệt qua số Zalo 0983003124, Nguyệt sẽ giúp cho mọi người giải đáp mọi thắc mắc. Nếu cả nhà yêu thương Nguyệt thì hãy cho Nguyệt một lượt like và một lượt đăng ký để Nguyệt có thêm nhiều động lực làm thêm thật là nhiều video thật hay và ý nghĩa để gửi đến tất cả mọi người nhé. Bye bye tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.